Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Mặc kệ ồn ào chị em, Chibu tung loạt ảnh ngà ngốn nóng hổi giữa biển, body và thần thái thế này thì mê quá. Dường như Chibu không mấy bận tâm đến drama đang diễn ra với Quỳnh Anh Si. Những ngày vừa qua, drama của Chibu và Quỳnh Anh Si thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Tuy nhiên, mặc người ngoài cứ đồn đoán và hẹn ra gốc mít bóc phốt, người trong cuộc vẫn quyết không lên tiếng. Trong khi Quỳnh Anh Si liên tục cập nhật hình ảnh diện đồ hiệu sang chảnh lên trang cá nhân, thì mới đây Chibu cũng hút hồn fan với loạt ảnh xinh xắn. Cụ thể, nữ ca sĩ cung đàn vỡ đồi đã có chuyến đi nghỉ mát ở biển cùng hội bạn thân khác. Cô tranh thủ làm vài nét nàng tiên cá để thả dáng. Vốn được biết là mỹ nhân sở hữu body chuẩn không cần chỉnh cùng thần thái đỉnh cao, Chibu luôn biết cách tận dụng ưu thế để khiến dân tình châm trổ trong những lần sống ảo. Chibu tại biển khoe cơ bụng số 11 cực gợi cảm. Ngoài ra, dựa vào những khoảnh khắc mới nhất này, có thể thấy Chibu đã lấy lại được tâm trạng vui vẻ và thoải mái hơn hẳn. Dễ dàng nhận ra những ngày vừa qua, cô bạn thân 11 năm Sun HT là người kề cận và cùng bày tỏ với Chibu. Không biết drama hội bạn này có sẽ kết thúc như thế nào, nhưng giờ dân tình nhanh tay thả tim cho loạt ảnh mới của Chibu trước đã. Những hình ảnh mới nhất của Chibu thả dáng trên biển đều khiến dân tình trầm trồ. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.